Xin chào, tôi tên là Đặng Thị Tứ. Số danh của tôi là 556 và tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Quảng Nam. Hiện tại tôi là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính Marketing và trong suốt 4 năm đại học thì cuộc sống của tôi luôn gắn liền với nghệ thuật. Sinh ra ở vùng đất Quảng Nam, một vùng đất đầy nắng và gió và hàng năm phải chịu nhiều thiệt hại do thiên tai và bão lũ gây ra, nơi không chỉ nổi tiếng bởi những nét thăng trầm cổ kính của Hội An mà còn là một Quảng Nam đặc biệt với ngôn ngữ và những con người chịu thương chịu khó kiên cường ở nơi đây. Sinh ra trong một gia đình làm nghề ngư và hàng năm phải đối mặt với những cơn bão lũ từ thiên nhiên, và tôi trải nghiệm những khó khăn của những con người phải mưu sinh vất vả ngoài khơi xa mà từ nhỏ đã dạy cho tôi bài học biết quý trọng, kiên cường, vượt qua khó khăn và chia sẻ. Do đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng, phải hoàn thiện hơn nữa để giúp đỡ cho quê hương, cho gia đình và lan tỏa cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Trước đây, tôi là cô gái không tự tin và tôi không nghĩ mình là tiêu chuẩn cho bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Tôi đã từng thất bại, đúng, rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, tôi có cơ hội may mắn được đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đây không những là niềm vinh dự cho tôi, cho quê hương và cho gia đình tôi. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất tôi đã chiến thắng được bản thân mình. Và tôi ở đây để nói cho các bạn biết rằng chỉ cần chúng ta có niềm tin, cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn điều kỳ diệu sẽ đến. Xin hãy đón chờ hành trình của tôi đến với Miss Grand Việt Nam 2022.